Em Hoàng Nguyễn A Sơ xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính cũng như là yêu đồ si trên kênh của em Hoàng. Hôm nay em lại có vài sản phẩm đưa lên với anh em, nhưng chắc chắn sẽ có sản phẩm đặc biệt nhé. Chiếc đầu tiên đó là một chiếc áo pilot. Đây, hàng xưa nha anh em nhé, size medium. Và chiếc này thì anh em có chiều cao từ 1m6 cho 1m7 và có số cân nặng và có bụng tầm độ khoảng 68 cho đến 75 cân là đều có thể mặc được chiếc này nhé. Và chiếc này nó là bản mùa đông và nó là hàng xưa nhé, rất ấm trên 1 cân. Những chiếc như thế này thì nhiều khi em cũng không còn nhiều đâu. Đây, khóa đồng. Và những cái dòng đầu 8 và đầu 7 thì thường nó sẽ có. Và bây giờ em đọc cái size của nó nhé. Vai của nó là 49 và dài của nó là 63, tay của nó là 61 nha anh em nhé. Và chiếc này hôm nay có giá của nó là 12 triệu nha anh em nhé. 12 triệu. Chỉ có một chiếc, mỗi một lần về em chỉ có được 1 đến 2 sản phẩm mà thôi. Còn rất đẹp, tem mác đầy đủ, không một lỗi lầm ở đâu nhé. Còn 97%. Những dòng hàng xưa mà còn 97% mà còn nguyên được bộ bo như thế này thì không phải nhiều nha anh em nhé. Vì nó rất ít. Và cửa khóa đây, anh em nhìn cái cửa khóa này, mã số 1 nhé, xanh ô liu. Nhiều bác bảo là với cái giá áo cũng như là so sánh trên thị trường, trên kênh của em Hoàng là em Hoàng nói luôn, tất cả các sản phẩm tiền nào của đó, còn trên thị trường là việc của trên thị trường. Và các bác chưa thích hay thích, chúng ta cứ theo dõi trên kênh của em Hoàng đi đã. Và chúng ta nếu như uy tín thì chúng ta 1-2 năm sau chúng ta quay trở lại chúng ta mua. Vì những cái sản phẩm bây giờ nó rất là nhiều, tràn lan trên thị trường, nhưng chính vì thế anh em cứ tìm chỗ nào mà rẻ mà tốt thì chúng ta mua. Còn nhiều khi thì em Hoàng không có đồ rẻ mà có đồ tốt đâu, bởi vì tất cả mọi thứ trên mạng cũng như là ở ngoài nhé, anh em chúng ta bỏ ra tiền nào thì chúng ta sẽ hưởng đúng cái của nó như vậy. Một sản phẩm đẹp không có giá rẻ, và một sản phẩm làm thủ công cũng không có giá rẻ. Cho nên giá rẻ thì nó sẽ là đi vào một vấn đề khác. Đây, mã này mã số 1 nha anh em nhé. Và đây, một chiếc áo xương cá, hàng xưa nha anh em nhé. Chiếc này thì chỉ có dành cho bác nào 60 cho đến 65 cân thôi nhé. 67 cân là hết. Đợt đâu em có được một chiếc là để cho một người anh ở Linh Bình. Thì chiếc đấy là 70-72 cân. Nhưng chiếc này nó chỉ dành cho bác nào tầm 60 và 65 cân. 67 cân là hết. Và còn 97%. Mã số 2, áo xương cá thì anh em biết rồi, nó là vô địch về mát về mùa hè, và nó là vô địch về hiếm. Chiếc này có giá là 4,5 triệu. Như đợt trước em có một chiếc em bán hơn 7 triệu ấy. Đợt anh em đợt lâu anh em biết, nếu mà theo dõi trên kênh của em Hoàng. Nhưng chiếc đấy nó mới hơn chiếc này một chút, 97% hàng xưa, rất là ok rồi. Như thế này này tuyệt đẹp rồi. Và chiếc này có giá của em vừa thông báo đó nhé. Đây nhé, mã số 2, một chiếc quần, quần của phi công, quần ấm nha anh em nhé. Cách đây vài tháng em có một chiếc và bây giờ cũng có một chiếc. Chiếc này thì dành cho bác nào tầm độ khoảng 85 cân, và từ 75 cho đến 85 cân và có bụng là các bác mặc được chiếc này nhé. Chiếc này là dòng size to và dòng khóa talon nhé. Chiếc quần bay của phi công, một trong những cái dòng mà có thể nói nó không còn được nhiều. Chiếc này còn 98% nhé, có cả đai bụng, bụng của nó 96 nhé, bụng của nó 96 cho đến 98. Thì chiều dài của nó, chiều dài của nó là 118. 96 thì bụng 96 là kéo hết cỡ, nhưng mà đằng sau là nó có một cái đai này, anh em có thể rút lại, 90 cũng vẫn cứ được. Và kịch kim chiếc này là 96 cho đến 98 thôi anh em nhé, đấy là số bụng. Và các bác nào có chiều cao từ 1m7 trở lên thì mặc chiếc này rất đẹp. Và khóa talon hàng xưa còn gần như mới tinh, 99%, chưa bị bất kỳ một lỗi lầm nào nhé. Chiếc này có giá 4 triệu nhé. Mã số 3, hiếm hoài em về được một, đúng một chiếc. Đây nhé, rất hiếm những cái dòng này. Cả 2 năm mới về được 1 đến 2 chiếc được cùng. Không có những chiếc mà nó đẹp đâu anh em. Nó đẹp lắm, chiếc này nó đẹp dã man luôn. Khóa đồng đen này, khóa talon cả hai bên cạnh.
và ở dưới gấu đều có nhá. Nó zin từ đầu chí cuối, không lỗi lầm ở đâu. Cái này vừa sưu tầm và vừa mặc là ok. Mã số 3. Mã số 4 là một chiếc áo len. Bác nào có cái size của nó đây. Vai của chiếc này là 50 và dài của nó là 63. Bác nào có tầm độ khoảng 65 đến 75 cân thì có thể mặc được chiếc này. Và chiếc này có giá của nó là 500.000. Đây nha. Hôm nay thì em Hoàng có vài sản phẩm về giới thiệu cùng anh em. Bác nào mà ưng được mã nào thì hãy alo cho em Hoàng. Mà alo cho em Hoàng thì chắc chắn rồi sẽ mua được những cái giá rất tốt. Vì liên hệ trực tiếp em Hoàng thì lúc nào cũng sẵn sàng là có giá rất tốt. Ví dụ như những dòng sản phẩm, ví dụ như nhà đây em nói là có những cái sản phẩm, ví dụ như là dòng LV này, em lên rất nhiều, về rất nhiều nhưng mà em vẫn chưa kịp lên. Và đây là dòng Hermes cũng như vậy nhé. Em sẽ lên vào một dịp khác vì cũng không có thời gian. Hôm nay em Hoàng có vài sản phẩm đưa lên để giới thiệu cùng anh em. Bác nào ưng được mã nào thì alo cho em Hoàng nhé. Em Hoàng chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc.